Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cơ hội để thờ phượng Chúa trong sáng chiều Chủ nhật hôm nay. Quý ông bà anh chị em hát và cái tấm lòng tỏ ra với Chúa một cách rõ ràng. Tôi rất cảm ơn Chúa vì được ở chung với quý ông bà anh chị em. There you go. You can tell. Oh yeah. Mostly. Thank God that we have this opportunity today to worship God together and to praise him with all of our just all of our hearts, and it's such a pleasure to see all of you pouring out your hearts in praise of our Lord. Hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà đọc được một cái lời bài hát ở trong Cựu Ước. And today we have the opportunity to read not just a scripture but scriptures of praise, a song in the Old Testament. Bây giờ quý ông bà chị em có ai có cuốn kinh thánh không? Who has their Bible? Cho tôi coi có ai cũng có kinh thánh. Let's see who has their Bible. Ai cũng cầm có người kinh thánh, có người cầm phone lên ha. Some people are carrying books and some people are lifting up their phones, right? Because you can find it there. Ở trong cuốn kinh thánh này, quý ông bà chị em, những người mà biết đó thì có bao nhiêu cuốn sách ở trong cuốn kinh thánh này? So who knows how many separate books are in the Bible? Anybody? 66 ha. She's a ringer though. She knows the preacher. Có 66 cuốn sách được nằm ở trong cuốn kinh thánh của chúng ta và chia ra làm hai phần, một bên là mình nói là Cựu Ước, một bên là Tân Ước. There are 66 books in the Bible and they're split into two groups, the Old Testament and the New Testament. Và Tân Ước thì nói về đời sống của Chúa Giêsu khi mà Chúa đến và Chúa giảng lời của Chúa. And the New Testament talks about the life of Jesus and what he did in his ministry. Và khi mà tôi mới biết đọc kinh thánh đó quý ông bà chị em thì tôi chỉ cầm cuốn kinh thánh và tôi lật ngay ở giữa. And so when I first read the Bible, I opened it up right to the middle. Bây giờ tôi hỏi quý ông bà chị em, nếu quý ông bà chị em mở ra ngay ở giữa thì là cuốn sách gì? And so if you open your Bible right up to the middle, what book is it in? Đúng rồi, đúng rồi. The Psalms, right? Yes, you're right. Thi thiên có nghĩa là những cái bài hát. So the Psalms, the book of Psalms is a book of songs. Và trong người Hebrew thì cái cuốn sách thi thiên đó, họ thật sự là một cuốn sách mà họ đem tất cả những bài hát họ gom lại. And so for the Hebrews, the book of Psalms was kind of like their hymnal, like they put all their songs together and put it together in one book. Và mỗi cái trong cái tập bài hát đó thì họ có 5 chương. And so there are 5 chapters to that book. Quý ông bà chị em cho tôi 5 ngón tay. Put up your 5 fingers please. Và hôm nay đó thì chúng ta sẽ đọc được cái bài hát ở trong cái chương thứ 4. And so we're going to read a song that's from the fourth book, a fourth chapter. Và khi mà chúng ta nói về những người mà viết những bài hát đó thì ai là quý ông bà chị em nghĩ là người viết nhiều ở trong sách Thi Thiên. And so if you know something about the Psalms, do you remember who wrote a lot of them? Who wrote a lot of these songs? Vua David, đúng that's rồi. Right, King David. Yes, that's right. Nhưng mà có một người mà tôi bảo đảm với ông và chị em không có nghĩ là người này viết nhạc. And there's one person you probably didn't think about that wrote some of these songs. Và trong cái cuốn sách thứ tư này đó, người này viết cái bài hát mà dân Do Thái hầu như là mỗi tuần họ hát. And so there's this song that we're there's a song in the fourth chapter that Jews always sing every week. Bây giờ tôi cho quý ông bà chị biết chút xíu về cái người này nha. And I'll tell you in a bit who it is. Người này được sanh ra và được để ở trong một cái nồi mà người mẹ đem ra dòng sông thả xuống. And so this person, I'll give you a clue, was born and then was put in a basket that his mother put into a river. Bây giờ tôi đếm 1 2 3 quý ông bà chị biết người đó là ai thì nói lớn lên nha. Một. Yeah, so wait. So when he counts to 3, everybody say the name in English or in Vietnamese. 1 2 3. Moses. Đúng okay, rồi. Right, okay. Có ai nghĩ là ông Moses viết nhạc? Did anybody guess that Moses was a songwriter? Và cái bài hát mà chúng ta sẽ đọc được hôm nay là một trong những bài hát người Do Thái rất là yêu mến. And so the song that we're going to sing to read it about today is one that the Jewish people really love. Vì vậy họ đặt tên cái bài hát này đó là bài hát dành cho ngài Sa-bát. And because this is a psalm, it's kind of the subtitle of it is a song for the Sabbath. Có nghĩa là mỗi ngày Sa-bát thì họ cứ hát.
And so every Sabbath they sing it. Và tôi đố ông bà cha em người Do Thái đó, khi mà họ thờ phượng Chúa đó, thì họ chỉ thờ phượng Chúa trong vòng một tiếng đồng hồ hay là sao? And so when I'll pose you a question, do you think that they only worship their God, worship God in for one hour? Đúng không? Is that right? Kinh Thánh nói là họ thờ phượng Chúa từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. And so the Bible says that they worship the Lord from sunset to sunrise to sundown. Vâng. Và mỗi ngày đó thì họ cầu nguyện á ít nhất là 3 lần của ông bà chị em. And they pray at least 3 times a day. Và mỗi lần mà họ cầu nguyện đó, họ lấy cái câu kinh thánh này, cái đoạn kinh thánh này mà họ vừa dùng để mà làm cái lời cầu nguyện cho Chúa. And when they pray, they use these verses that we're going to read in their prayers. Rồi hôm nay có ai muốn biết là mình sẽ đọc cái đoạn thi thiên nào không? And so who wants to know which psalm we're going to read? Bây giờ tôi xin quý ông bà chị em cùng mở ra ở trong thi thiên đoạn 92. So read from open up to Psalm 92. Chỉ có 15 câu thôi. There are only 15 verses. Và chúng ta sẽ đọc bằng tiếng Việt trước và sau đó thì chúng ta sẽ đọc bằng tiếng Anh. So we'll read all the way through in Vietnamese and then all the way through in English. Rồi bây giờ quý ông bà chị em cùng đứng lên với tôi nha. So let's stand together. Để mà mình tỉnh táo mà mình có thể đọc lời của Chúa. So we'll be actively reading. Tôi sẽ mời chúng ta cùng đọc lớn ở trong bản hiệu đính 2011 trong thi thiên đoạn 92 chung với nhau. So that's the version we're going to read. Tôi xin chúng ta cùng đọc lớn. 1, 2, 3. Lạy đấng tối cao, thật tốt đẹp biết bao khi chúng con tạ ơn Chúa và ca ngợi danh Ngài. Khi buổi sáng, chúng con ca tụng lòng thương xót của Ngài. Còn bữa tối, chúng con ca ngợi đức thành tín của Ngài. Cùng với thập huyền cầm và đàn lia, hòa với hoạt cầm trỗi vang lừng. Vì Chúa ơi, Ngài làm cho con vui mừng bởi những việc Ngài thực hiện. Những công việc của tay Ngài làm, con phải cất tiếng hoan ca. Chúa ơi! Những công việc của Ngài thật lớn lao thay, những tư tưởng của Ngài thật vô cùng sâu sắc. Kẻ dàn dở không làm sao hiểu được, kẻ dại khờ sẽ chẳng hiểu thấu. Dẫu những kẻ gian ác sẽ mọc lên nhiều như cỏ, và là những kẻ làm những điều việc sẽ được hưng thịnh một thời, nhưng rồi chúng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn. Còn Ngài, Chúa ơi, Ngài cứ được tôn cao đến đời đời. Vì kìa, Chúa ơi, những kẻ thù nghịch Ngài, vì kìa, những kẻ thù nghịch Ngài sẽ bị diệt vong. Tất cả những kẻ làm những việc tội lỗi sẽ bị tan tác. Nhưng Ngài sẽ nhấc sừng của con cao lên như sừng bò rừng. Con đã được sức dầu bằng dầu mới. Mắt con sẽ chứng kiến cảnh những kẻ thù của con bị thất bại. Tai con đã nghe tiếng la của những kẻ gian ác chống lại con. Người ngay lành sẽ phát triển như một cây kè tươi tốt. Người ấy sẽ lớn mạnh như một cây bá hương ở Liban. Họ sẽ được trồng trong khuôn viên của nhà Chúa. Họ sẽ sinh trái trong sân của đền thờ Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi cao niên, họ vẫn còn ra trái, họ sẽ vẫn tràn trề nhựa sống và rất đổi xanh tươi. Điều đó chứng tỏ rằng Chúa vẫn luôn luôn chính trực. Ngài là vần đá cho tôi ẩn náu và không có điều chi bất chính trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi xin mời quý ông bà chị em cùng ngồi. Tiếng Anh. Okay, you want me tiếng Anh. That's okay. Right. All right. To speed it up, I'll read it, I guess. Yeah, okay. Psalm 92. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. On an instrument of 10 strings, on the lute and on the harp, with harmonious sound. For you, Lord, have made me glad through your work. I will triumph in the work of your hands. O Lord, how great are your works. Your thoughts are very deep. A senseless man does not know, nor does a fool understand this. When the wicked spring up like grass, and when all the workers of iniquity flourish, it is that they may be destroyed forever. But you, Lord,
are on high forevermore. For behold your enemies, O Lord, for behold your enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered, but my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. My eyes also have seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Amen. Cảm ơn chị Mary. Và quý ông bà chị em, ngay ngày hôm nay, hôm nay là mình là người Chủ nhật, hả? Người Do Thái thì họ thờ phượng Chúa từ tối thứ sáu cho tới tối thứ bảy. Đó là họ giữ theo ngày Sa-bát đó, trong cái luật của người Do Thái trong thời Cựu Ước. Nhưng mà chúng ta, những người trong thời Tân Ước, thì nhớ lại cái ngày Chúa sống lại. Nhớ cái ngày đầu tiên trong tuần thì Chúa sống lại và chúng ta hồi hộp lại. Nhưng mà cái bài hát này thì hai ngày trước là những bài hát mà người Do Thái họ dùng để mà họ thờ phượng Chúa. Và quý ông bà chị em, tôi hồi nãy nói là họ đọc lời của Chúa ít nhất là bao lâu? Ba lần trong cái ngày đó, phải không? Right. So, you know, today it's Sunday. We're worshiping our Lord on a Sunday, and we know that the Jewish people they set aside the Sabbath, which is Friday night to Saturday night, according to the scriptures that's in the Old Testament. And so, I said to you before that they pray three times on that day, and I forget what you said at the end. Right. Và nhiều khi chúng ta đọc qua, quý ông bà chị em, chúng ta đọc qua xong rồi chúng ta quên liền à. Phải không? Yeah, it can happen where you read something and you just forget right away what you just read, right? Nhưng mà nếu như mà chúng ta tập luyện đó thì chúng ta sẽ có thể nhớ được lời của Đức Chúa Trời. But if we practiced and did it repeatedly, we would remember, right? Giống như cái bài hát của quý ông bà chị em đó, khi mà hát lần đầu tiên đó thì mình chưa biết hát, mình cũng chưa biết lời, thành thử mình chỉ nghe, phải không? And that's just like a song you might have sung for the first time. You don't know the tune or you don't know the words. And you know, you're just kind of going along and you might not remember it. Hôm nay quý ông bà chị em có hát một bài hát mới đó. Nhưng mà tôi thấy giống như là quý ông bà chị em biết trước rồi ha. You all sang a song for the first time today, but it looked like all of you were pros at it. You've been singing this for a while. That's what it looked like. Cái đoạn kinh thánh này cũng có thể là lần đầu tiên quý ông bà chị em có cơ hội để đọc. And this might have been the first opportunity you've had to read this song. Nhưng mà tôi bảo đảm, khi mà quý ông bà chị em tối nay về nhà mà đọc lại một lần nữa đó. But it's my hope that when you go home this evening, you'll read it again. Thì bắt đầu cái bài hát này nó sẽ vào trong lòng của mình. And that this song will enter your heart. Và bắt đầu mình sẽ biết Chúa nói cái gì với mình. And you will know what your Lord is communicating to you through that song. Và mình biết thêm những gì về Chúa. And we will know our Lord better. Ở đây có ai uống trà không? Does anybody here drink tea? Có ai thích uống trà jasmine? Who likes to drink jasmine tea? Có ai thích uống trà oolong? How about oolong? Yeah. Bây giờ quý ông bà chị em có ai mà uống trà uống liền không? Does anybody drink their tea right away? Mình kêu là instant tea đó ha. Oh. Mình mua trong một cái bịch phải không? Xong rồi trong đó có nhiều gói trà ha. Rồi bây giờ. Like a powder? Yeah. Okay. In a pack, right? Oh, okay. Okay. So they have tea comes like a. Okay. Rồi khi mà like mình uống trà thì mình phải có nước gì quý ông bà chị em? And so in when you drink tea, what kind of water do you have to have? Nước nóng phải không? Hot water, right? Bây giờ đó mà mình có một ly nước nóng mà mình muốn uống trà cho ngon đó, thì tôi đố với mọi chị em đó, mình cầm cái bịch trà của mình rồi mình nhúng vô mình rút ra liền đó, thì ngon không? Okay, so I'm going to pose a question, which is, if you have a cup of hot water and you have your little tea bag and you dunk it in and pull it right out, is it going to make good tea? Nước này là nước gì quý ông chị em? Vẫn là nước gì? Vẫn là nước nóng. It needs to be hot water, right? Nhưng mà nếu như mà mình để cái bịch trà vô rồi mình buông tay mình ra, mình để nó nằm ở trong đó khoảng chừng 2-3 phút, thì khi mà mình lấy ra, quý ông chị em nghĩ mình uống cái gì? And so if you have the hot water and then you put the tea bag in and then you let it go and you kind of let it sit there for 2-3 minutes and then you pull it out, what will you have actually? You actually have tea. That's right. Yeah. Và quý ông bà chị em, có nhiều khi ở nhà tôi đó, con gái tôi uống trà đó, ra ngoài, xong rồi để bịch trà vô, rồi đổ nước nóng vô, xong rồi đi vô phòng, rồi quên.
Thì quý ông bà cho em nghĩ khi mà con trái ái trở ngược lại uống á, trà đó nó đậm hay là nó lợt? And so there are times when my daughter is making tea at home. She'll put the tea bag in the cup and then she'll pour the hot water in the cup and she'll walk away and she'll just forget about it. And so when she comes back, I'll let you guess, is the tea water dark or is it light? It's very dark, right? Yeah. Strong tea, right? Kinh Thánh cũng vậy, quý ông bà cho em. And so is with the Bible. Khi mà chúng ta đọc chút xíu á, thì nó không có thấm vô. And if we read it just a little bit and dunk it in, it doesn't come in, right? Nhưng mà khi chúng ta để ở trong đó, để lời Chúa trong lòng chúng ta lâu hơn, thì sẽ thấm vào. Yeah, but when you let the word of the Lord speak in your heart, in your mind, then it can actually come in. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại và tôi sẽ đọc lại lần thứ nhì cho quý ông bà chị em. And so I'll read it again a second time. Tôi bằng đọc 4 câu đầu tiên nha. We'll start with the first 4 verses. Lạy đấng tối cao, thật tốt đẹp biết bao khi chúng con tạ ơn Chúa và ca ngợi danh Ngài. Vì khi buổi sáng, chúng con ca tụng lòng thương xót của Ngài. Còn bữa tối, chúng con ca ngợi đức thành tín của Ngài. Cùng với thập huyền cầm và đàn lia, hòa với hạt cầm, trỗi nhạc vang lừng. Vì Chúa ơi, Ngài làm cho con vui mừng bởi những việc Ngài thực hiện, những công việc tay của Ngài làm con phải cất tiếng hoan ca. Okay. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night on an instrument of 10 strings, on the lute and on the harp with harmonious sound. For you, Lord, have made me glad through your work. I will triumph in the work of your hands. Bây giờ, quý ông bà chị em, tôi nói hỏi ra một câu. Nếu quý ông bà chị em đồng ý thì nói amen nha. Có tốt cho chúng ta để mà cảm tạ Chúa và ca ngợi Chúa không, quý ông bà chị em? So I will I'll ask you a question, and if you agree, you say amen. And so, is it good for us to praise our Lord for His works? Amen. 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 Kinh Thánh nói có hai phần, phải không? Khi chúng ta đến với Chúa đó, thì chúng ta cảm tạ Chúa. And so the Bible tells us there are two things, right? When we come before the Lord, we give thanks. Và chúng ta ca ngợi Chúa. And then we praise. Hồi nãy đó, quý ông bà chị em có đứng lên ca ngợi Chúa chưa? And so did you stand up and praise the Lord? Có không? Yeah. Có. Nhưng mà bây giờ đó, tôi sẽ cho chúng ta có một cơ hội để cảm ơn Chúa. And I will give you an opportunity to thank the Lord. Tôi xin quý ông bà chị em cùng đứng lên giờ này. So let's stand right now. Và tôi xin chúng ta đứng chung lại khoảng 5 người với nhau. And kind of gather sort of with about five in groups of five. Và mỗi người ở trong một cái nhóm chỉ cảm ơn Chúa một điều cho mọi người chung trong cái nhóm đó có thể nói amen được. So in your groups, maybe turn around to the row and then say one thing that you would like to thank God for and that each person can say amen to. Rồi, bây giờ tôi cho quý ông chị em khoảng chừng 5-7 phút thôi nha. Quay lại tất cả mọi người. Người nào đứng một mình thì quay lại cái người kế bên. Và mình chỉ nói, ôi tôi cảm ơn Chúa cho cái điều này. Rồi những người xung quanh thì chỉ nói, amen. Rồi cảm ơn Chúa với anh chị em. Amen. So each person talks and you just have to respond with amen. Really thank you. Nhóm nào mà xong rồi thì đưa tay lên cho tôi biết. Any group that's done, you can like lift up your hands and shake them up, yeah. Amen. Xin mời quý ông chị em cùng ngồi. Right, please be seated. Tôi làm vậy là không ai ngủ được hết trơn á. And so anytime I preach, nobody can sleep, right? Vâng, mời chị em, tốt cho chúng ta để ca ngợi Chúa và cảm ơn Chúa. And it's good for us to praise the Lord and to thank Him. Và không có thể ai mà thế chính mình để cảm ơn Chúa hết trơn. And there's nobody who can stop us from doing that. Có bao giờ mà Chúa làm cái gì cho mình, xong rồi mình nói thôi bây giờ con xin tới cảm ơn Chúa giùm cho ba, hay là vợ bà cảm ơn Chúa giùm cho tôi, phải không? If there's nothing that the Lord can do, and then you say, okay, well, have somebody else thank God for you or praise God for you. That's not how it works, right? Mình còn không làm vậy với mình nữa, làm sao mà mình làm với Chúa vậy? Không muốn mừng cho em. Yeah, if you can't do that, then if you can't do that with like regular people, how could you do that with the Lord? Thành thử ra mình phải nói là chính tôi sẽ ca ngợi Chúa. So when you praise the Lord for those things and thank Him, that has to come from you. Và chính tôi sẽ cảm ơn Chúa. And I praise you and I thank you for whatever it is.
trong một ngày mà chúng ta làm điều này với mọi chị em, sự ca ngợi Chúa nó là từ sáng cho tới tối, không phải chỉ nói là trong cái ngày Sa-bát hay là ngày Chủ nhật, nhưng mà khi buổi sáng chúng con ca tụng lòng thương xót của Chúa, biết Chúa thương mình, và còn buổi tối chúng con ca ngợi đức thành tín của Ngài. So this is something, praising and thanking the Lord is something that the Bible shows us we can do from morning to night, not just at one time. And like it says in verse 2, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. It's repeated, not just on the Sabbath, but every day, because morning and night happens every day. Có hai điều mà chúng ta có thể bắt đầu để mà cảm ơn Chúa và ca ngợi Chúa. Ở trong Kinh Thánh câu số 2 có nói cho chúng ta ca tụng lòng thương xót của Chúa. And so there are two things that we have examples of to always be able to praise and thank, be thankful for. And in verse 2 it says, your loving kindness. Hồi nãy của mọi chị em có hát một cái bài hát nói là khi mà con vấp ngã thì cái lòng của cha cũng còn yêu con ngàn lần hơn nữa, phải không? And we also, the song, one of the songs we sang today was, even when I fall, you love me 10,000 times over. Cái câu đó nó ra từ một câu chuyện ở trong Kinh Thánh của mọi chị em. And that comes from one tiny piece in the Bible. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện nói là một người con lấy gia tài xong rồi bỏ nhà mà đi. Gia tài khi mà cha còn sống đòi gia tài. Thường thường gia tài là chia lúc mà cha qua đời. Người con này nói không, bây giờ cha đưa cho tôi gia tài của tôi để tôi đi sinh sống chỗ khác. Có nghĩa là có một cái rạn nứt ở trong cái liên hệ này. And that comes from the story of the prodigal son who in the Bible who he demanded his inheritance while his father was still alive. And you know, that's not how inheritances work. That you wait till your parents are dead, right? But he wanted his inheritance before his dad died. And so you can see that there was something not right there. Thì người cha cho con cái gia tài rồi người con bỏ đi. Kinh Thánh nói là sống một cái đời sống sai lạc hả? Và phung phí hết tất cả những gì mà cha ban cho mình. And so the son, the father, he gave his son his inheritance, his share of the inheritance. And what the son did was he left and he lived a frivolous and wicked life and spent it all, lost it all. Quý ông bà chị em đã biết câu chuyện này, bây giờ tôi hỏi nha. Khi mà anh này xài hết rồi đó, thì có một cái nạn đói tới, phải không? And so I you could have predicted that when he had spent all his money, there was a time of hunger that happened. Và anh đói bụng quá thì anh phải đi kiếm việc làm. Và anh làm nghề gì với mọi chị em? And he was so hungry, he had to go find work. And you remember what job he had to go find? He was a pig helper, right? A pig guy. I don't know what, it's not like a cowboy, right? Not a pig boy, yeah. Pig herder. Giờ tôi hỏi nha, ở đây có ai nuôi heo lần nào chưa? Has anybody raised pigs? Có ai không? Really? Có ai không? Yeah, anybody raised, had been around pigs? Bây giờ quý ông bà chị em biết ai ở đây nuôi heo giỏi không? Is anybody really good at raising pigs? Người đó đang giơ tay lên nè. Oh, this person's raising his hand right now. Quý ông bà chị em tin hồi xưa ở nhà tôi đó có nuôi heo không? Can you believe that at my house we used to raise pigs? Mà nhà tôi không có ở ngoài ruộng. But what? We're not out in the country. Oh, okay. Well, okay. Ba tôi muốn nuôi heo. But my father wanted to raise pigs. Ngay trong thành phố. In the city. Quý ông bà chị em biết thành phố là đông đúc là người hàng xóm mình ở chung quanh hết phải không? And so you know we had neighbors around us. Mà con heo đâu phải nó chỉ ăn, quý ông bà chị em, nó ăn vô rồi nó làm gì nữa phải không? And pigs don't just eat, they do other things with the food that they had eaten. Rồi quý ông bà chị em nghĩ khi mà con heo nó làm cái gì dơ bẩn đó thì ai là cái người phải đi ra dọn? And so you can guess that after the pigs were done with whatever they ate, who had to go clean up the mess? Chăn heo không có sướng quá mọi người em. Yeah, and pigs are not neat. Nhất là khi mà nó làm hôi thối lên đó, là mình phải dọn cho lẹ. And so when they stink up the place, you got to clean it up right away. Xong rồi dọn xong rồi còn phải đi tắm heo nữa quá mọi người em. And so even when you clean up the mess, you have to clean up the pig. Hồi nãy có mấy người giơ tay lên à, quý ông bà chị em có ai tắm heo bằng xà bông số 1 không? Has anybody who raised their hands or they had experience with pigs, did you ever soap up a pig? Tôi tắm con heo mà phải tắm bằng xà bông đàng hoàng với bọn chị em, sạch sẽ. And I had to clean that pig with a whole lot of soap and get them real clean. Đã dọn dẹp xong rồi ha.
để cho nó ruồi khỏi bu, rồi còn tắm con heo mà nó sạch, mà ở Việt Nam của mình chị em nóng nực lắm, mình thì đổ mồ hôi, con heo thì sướng dễ sợ. You had to clean up the mess, and then you had to clean up the pig and make sure that it was really nice and clean and dry. And you know, in Vietnam it was hot and we were sweaty and we were uncomfortable, but that pig was living the life. Câu chuyện mà tôi kể cho quý ông bà chị em đó, cái người con trai hoang đàn này khổ cực, con heo thì sướng vì nó có thức ăn. Lúc đó tất cả mọi nơi đều bị chết đói hết, con heo còn có thức ăn, mà cái anh này đó, ảnh đói bụng đến khi mà ảnh xin để ăn cám của heo, người ta cũng không cho nữa. And so in the story of the prodigal son that I'm sharing with you, in the story the pigs ate, they had their food, and this prodigal son looked at the pig's food and was, you know, so envious of it having food because he was so hungry during this time of famine. And so you can see how low he had sunk when he was really envying the pig's food. Trong thời hạn hán của mọi chị em, nước rất là quý. And there are times when things are water is very precious. Khi mà tôi tắm heo đó, ở Việt Nam mình có nước. And in Vietnam we had lots of water. Nhưng mà cái anh này trong thời hạn hán đó thì không có nước. But in a time of famine they don't have a lot of water. Con heo có nước để tắm. But the pig had water to bathe in. Cái anh này không có nước để tắm. But this man, the prodigal son, didn't. Con heo có đồ ăn để ăn. The pig had food to eat. Anh này không có đồ ăn để ăn. But the prodigal son did not. Rồi khi mà anh ngồi trong chuồng heo đó, and so as he was sitting in the pig pen, anh nhớ tới cha của mình và nhà của mình. He remembered his father and he remembered his father's home. Và anh nhớ cái lòng thương của cha của mình. And he remembered the love of his father. Và Kinh Thánh nói là anh quyết định anh trở về. And the Bible tells us that he decided to return. Và anh đứng dậy và anh đi về. And he stood up and he went home. Tôi đố với ngoài chị em, anh đi trên đường đó có bụi bặm không? And I asked you, what do you think the road was like when he was going home? Có dơ bẩn không? Do you think he was messy and dirty? Đã hôi thối rồi, bây giờ đi trên đường còn hôi thối hơn không? And so he started out stinky, so he probably got stinkier on the road. Đi mà đi, có người đi ngược lại, chắc là họ tránh, họ đi qua bên kia đường, phải không? Yeah, people who passed him by probably gave him a wide berth. Nhưng mà, khi mà anh đến gần nhà, Kinh Thánh nói là người cha thấy người con của mình. But what the Bible tells us is when he was approaching his father's house, his father saw him. Dù bây giờ anh có thể ốm lại. And you could probably, he was probably slimmer than he was when he left. Và có thể quá dơ bẩn mà cha có thể không có thể nhận được. And probably very dirty and just different from how he looked when he had left. So maybe his father, it was possible I couldn't recognize him. Nhưng mà Kinh Thánh nói là người cha thấy và biết đó là con của mình. But the father saw him and knew exactly who it was. Thì người cha chạy ra với bọn trẻ em. And that father ran out. Và tới và ôm người con của mình. And embraced his son. Anh đã có tắm chưa với bọn trẻ em? And had he bathed yet? Bộ người cha không có hửi được mùi húi hả? Did the father not have a sense of smell? Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời giống như vậy. And the Bible tells us that our Father God is like that. Chúa thấy những cái tội phạm của chúng ta, Chúa thấy những cái vấp phạm của chúng ta, Chúa thấy những cái sự bướng bỉnh của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta trở về với Chúa, thì Chúa thương chúng ta. Our Father God sees us warts and all, stink and all, sin and all, and He still embraces us when we turn to Him. Ở đây có ai biết được cái lòng đó của Đức Chúa Trời không? Does anybody know that love of our God? Tôi biết. I know it. Vì tôi vấp ngã rất nhiều lần. Because I have fallen so many times. Và Chúa yêu tôi một cách như không. Like no other. Vì vậy chúng ta hiểu được cái lòng của Đức Chúa Trời như vậy. And so that's what we understand about our Father. Và quý ông chị em, khi chúng ta vấp ngã, trở lại với Cha. So whenever you fall, turn to your Father God. Không những vậy. And not just that. Người Cha nói, hãy đem áo mới mặc cho con. And so that father says, bring him a new clothes. Có tắm chưa quý ông chị em? Have he bathed yet? Có tắm chưa? No, chưa kịp tắm nữa. In the story, not yet, not the prodigal son, not yet. Rồi người cha nói, hãy mang giày mới cho con. And he said, put on some new shoes. Có nghĩa là anh này đi chân không đi về phải không? It's possible he didn't have any shoes. Đi ra thì tiền bạc đầy hết á, nhưng mà đi về thì không có một chiếc dép mang. And he left with all kinds of riches and he came back with nothing.
Rồi người cha nói đeo cái nhẫn vào ngón tay. And he said to put a ring on his finger. Quý ông bà cha em nghĩ nhẫn này nhẫn thiệt hay nhẫn giả? Do you think it would have been a real like real jewelry or not? Nhẫn này là nhẫn thiệt. It was real. Và một cái nữa, người cha nói hãy làm thịt cái con bò thiệt là mập để mà ăn mừng. And he said get the fattened calf and let's cook it and eat it to celebrate. Vì hôm nay because today người con đã chết mà sống lại. My son who was dead is alive again. Lòng của Đức Chúa Trời lúc nào cũng vậy, quý ông bà chị em. And that's what our Father God's heart is for us. Khi chúng ta quay lại với Đức Chúa Trời. Anytime we turn back to him. Chưa kịp tắm nữa. And you don't have to get washed yet. You don't have to shower. Là Chúa đã yêu thương chúng ta như vậy rồi. This is the way God loves us. Chiều hôm nay. So this afternoon. Có một câu kinh thánh mà tôi sẽ kết thúc. And there's one more verse I want to share. Ở trong Thi Thiên đoạn 23. In Psalm 23. Tôi đố quý ông bà chị em ai viết Thi Thiên này. And I will let you guess who wrote this psalm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. David. David, right. David, trước Môi-se hay là sau Môi-se, quý ông bà chị em? Was David before or after Moses, anybody? Có nhiều người nói tôi không biết. But there are a lot of people like, oh, I don't know. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh là được rồi. But the Bible tells us. Quý ông bà chị em, David là một người chăn chiên. David was a shepherd. Và khi ông viết cái Thi Thiên 23 này. And so when he wrote Psalm 23. Có một câu. There's a verse. Mà Chúa đặt để vào lòng tôi. That God really planted into my heart. Để chúng ta có thể cùng đọc lớn chung với nhau. So that we could grow up mature together with. Thi Thiên 23 câu số 5. So Psalm 23 verse 5. Bây giờ quý ông bà chị em chuẩn bị đọc chưa? You ready to read? Chúng ta cùng đọc lớn nha. Let's read loudly in Vietnamese first. 1, 2, 3. Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Okay, let's do it together in English. Anybody who reads English? All right. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anointed my head with oil. My cups overrun. Chúa dọn cái bàn trước. Chúa chuẩn bị trước và không có mà chị em. So God is prepared. He prepares that table. Người con trai hoang đàn khi mà về đó thì có cái con bò mập được chuẩn bị trước phải không? And so when that prodigal son had returned, there was prepared, there was ready a fattened calf. Và David nói một cái mà xảy ra là Chúa sức dầu. And so cho con. David in this verse talks about how God anoints him with oil. Trong Kinh Thánh khi mà nói về sức dầu quý ông bà chị em, nói là người này thuộc về Đức Chúa Trời. And so in the Bible when they use that phrase anoint with oil, it's that this person is pleasing to the Lord or according to the Lord. Belongs to the Lord. Yeah, there belongs to the Lord. Phần đông mình nói là những người được Chúa chọn. And this is a sign of being chosen by the Lord. Và sau này thì Kinh Thánh nói là Thánh Linh của Chúa cũng giống như là dầu đổ trên tất cả con dân của Chúa. And so in the New Testament often talks about how the Holy Spirit is like an oil that that is anointing on all of believers. Và khi mà chúng ta biết Chúa chọn chúng ta và Chúa cho chúng ta biết qua Thánh Linh của Chúa chúng ta thuộc về Ngài thì cái câu cuối cùng nói là chén của con sẽ được đầy tràn. And so when we know that we have been anointed by the Lord with his Holy Spirit, we see this last verse and we feel that in our lives and we see my cup runs over. Quý ông bà chị em, ở đây tôi có một cái bình nước nè. And so here I have a bottle of water. Bình nước này đầy không? Is it full? Sao quý ông bà chị em biết đầy? How do you know it's full? Tại vì mình thấy lên tới đây phải không? You can see it goes all the way up to here, right? Nhưng mà nó có tràn chưa? But does it overflow? Chưa tràn. No. Chừng nào mới tràn? When will it overflow? Làm sao để cái này tràn? How can we get it to overflow? Đổ thêm vô. You have to pour more in, right? Bây giờ tôi muốn đổ vô được không? Can I pour it in now? Tại sao? Why can't I? Tại vì còn cái nắp. Because it still has the cap on. Kinh Thánh nói khi chúng ta muốn được nhận Đức Thánh Linh, dầu Đức Chúa Trời muốn đổ vào, nhưng chúng ta phải là những người mở lòng ra.
So the Bible tells us that when we prepare ourselves to be filled with the Holy Spirit and the Holy Spirit wants to pour into us, we have to open up to that. Chiều nay tôi sẽ có một cơ hội. So I have give you an opportunity today. Để quý ông bà chị có thể mở cái nắp ra. So that you can open your cap. Và nói lạy Chúa. And say to the Lord. Xin sức dầu trên đời sống của con. Please anoint my life. Xin chuẩn bị bàn trước mặt con. Prepare a table before me. Xin chén của con được đầy tràn. Please overflow my cup. Chúng ta sẽ có cơ hội để đứng lên và những người mục sư sẽ đến để chúc phước cho quý mạng trẻ em. So you have an opportunity to stand up and the pastors can pray a blessing on you. Và khi những người mục sư đến và quý mạng trẻ nói xin hãy sức dầu cho tôi. And so you can say please anoint me. Thì các mục sư sẽ lấy dầu mà đặt tay chúc phước cho quý ông bà chị em. And the pastors can get the oil and pray on you, pray over you. Nhưng mà người thực sự chúc phước cho quý ông bà chị em là ai? But who is the one who truly blesses you? Là Đức Chúa Trời. Our Father in heaven. Ngài có mặt ở đây. That he is here. Và Ngài muốn chén của quý ông bà chị em được đầy tràn. And he wants your cup to overflow. Ngài muốn là cái người dọn bàn sẵn cho quý ông bà chị em. He wants to prepare a table before you. Và nếu quý ông bà chị em nghĩ con còn hôi thối, con chưa tắm. And if you think I'm too dirty, I need to get clean. Thì Chúa sẽ ôm quý ông bà chị em. And God will just bear hug you. Và cho quý ông bà chị em biết tấm lòng yêu thương của Ngài. And you will feel the love that comes from him. Chúng ta sẽ để chút xíu thời giờ để những người mục sư có thể làm điều này. And so we will leave some time for the pastors to do that. Trong lúc chúng ta cầu nguyện, quý ông bà chị em có thể đứng hoặc ngồi tự nhiên, nhưng mà sẽ có nhạc để mà chúng ta có thể để thì giờ này đến trước mặt Chúa. Và nhớ là cái người mà có thể quyết định mở cái nắp này là chính mình. And in the time you can sit or you can stand and there will be music playing and you can however you choose what to do and just know that you are the only person who can open your cap. Vì vậy chúng ta còn sớm. Chúng ta để chút xíu thì giờ trước mặt Chúa và tôi xin mời các mục sư đi trong vòng hội thánh và chỉ đến gần quý ông bà chị em và dùng lời của Chúa mà chúc phước cho quý ông bà chị em giờ này. Và quý ông bà chị em, mỗi người có thể tự mình nhắm mắt lại thờ phượng Chúa, mở lòng mình ra và xin Chúa làm điều này cho con. So we have time set aside for this. We have the time to do this and to have this opportunity to have prayer on you. And so you choose what you're going to do. You sit, you stand, you sing, you pray, you call over the pastor. They will come and ask you, come around and ask you if you want prayer. And they will do that. So you just have to open. All you have to work on is opening your cap, whether you choose to do that or not. Xưa như vực sao thắm vô cùng.
Amen.